Bằng công nghệ thì người bệnh phải lo hỏi người đang chữa bệnh, người bệnh phải lo hỏi các thầy, cha không có thời gian để nói những chuyện này nha. Mà cha đã trao lại cái công nghệ này cho người các thầy hết rồi thì tự nhiên các thầy người ta sẽ có kế hoạch để cứu con thôi nha. À, con đừng có nghĩ rằng là mấy ông này nhỏ chết không biết đường làm, sai lầm đúng không? Không được nha. À, không được, nhất định các thầy này sẽ cứu được con với điều con kiện con phải hợp tác nha. Với điều kiện con phải hợp tác gì? Cha đã phân tích đâu vào đó hết, trên cộng đồng mạng, trên cộng đồng thế giới rồi, cha đã làm hết mọi thứ này rồi. Bây giờ cha nói cho con nè, Tây y là con đã lội ra rồi, lội ra do bởi là quá trị xạ trị. Là con có tin rằng quá trị xạ trị ba con sống không? Không. Quá trị xạ trị là chết. Vậy là Tây y là con lội do quá trị và xạ trị đúng không? Vậy là con lội ra rồi, lội ra do hóa trị và xạ trị là Tây y lội bỏ. Bây giờ đông y là con đã từng uống bao nhiêu thang thuốc rồi cha không biết đúng không, mà sắc thuốc sao, sắc thuốc kiểu nào, cái siêu ba chén còn tám phân phải vậy không cha, sắc kiểu nào còn kiểu nào khác, bốn chén đổ bốn chén nước ra, đổ bốn chén nước vô nấu lại còn một chén, hoặc là đổ ba chén nước vô nấu lại còn một chén. Vậy thì ba chén còn một chén vậy gì rồi hết không, ba con hết bệnh không? Không, vậy là con lội ra luôn, lội ra đúng không? Vậy thì rõ ràng con tới đây cha không có chữa cho con bằng Tây y mà cha chữa cho con bằng Đông y. Cha chữa cho con bằng Đông y. Đông y của cha là công nghệ. Đó, bây giờ cha nói cái Đông y của cha là... Công nghệ cháo nano. Đây, của cha là công nghệ cháo nano nha. Bây giờ tại sao con chữa Tây y là không lội ra, Đông y lội ra? Bởi vì như thế này con. Con đến cha chữa bằng công nghệ thì không có chuyện là ba chén thuốc sắc lại còn một chén. Cũng không có đưa quá trị và xạ trị vào cơ thể của người bệnh. Tại vì khi đưa quá trị và xạ trị vào cơ thể của người bệnh thì đây là cái chất độc. Để mà Tây y nó nghĩ rằng cái chất này sẽ tiêu diệt các tế bào ung thư đúng không? Nhưng mà cái quá trị và xạ trị này chưa kịp tiêu diệt tế bào ung thư thì nó làm suy yếu hệ miễn dịch, và nó cơ thể mà yếu thì quá trị này chưa chết, ung thư này chưa chết là bệnh nhân chết vì quá trị và xạ trị. Mà nếu mà bệnh nhân còn mạnh khỏe thì quá trị và xạ trị này đi kèm với ung thư là hai chứng bệnh, hai cái đau nó cùng một lúc, giống như là hôm nay chúng ta nghe nói là hai cơn áp thấp cùng một lúc. Một cơn áp thấp con thấy sợ chưa? Đúng không? Mà này tới hai cơn áp thấp. Như vậy thì một cơn áp thấp thôi là ta đã sợ sập nhà. Mà giờ hai cơn áp thấp cùng một lúc. Vậy nào bây giờ ba cơn áp thấp cùng một lúc. Hôm nay có ai nghe nói ba cơn không? Ba cơn áp thấp cùng một lúc. Vậy thì rõ ràng cái người bệnh này nè, thứ nhất là anh là ung thư, là một cơn áp thấp đúng không? Thứ hai anh quá trị cộng thêm một cái cơn áp thấp vô người anh nữa, vậy là hai cái áp thấp này nó cùng một lúc. Vậy thì một cái chứng ung thư trong người anh là anh đã đủ chết rồi. Bây giờ anh mang thêm một cái chứng quá trị và xạ trị vô trong này nữa, thêm một cái chứng thứ hai nữa, thì như vậy là cái cơ thể ung thư này, cơ thể của một người bệnh không thể chịu nổi nha, không thể chịu nổi. Vậy ngược lại Tây y là ta đã lội ra, vì Tây y không có khả năng
chữa trị cái bệnh này. Vì họ đưa hai đưa một cái cơn áp thấp vô trong cơ thể nữa, nó làm cho con người này ngoài cái đối diện với ung thư còn đối diện với quá trị và sẽ bị làm suy yếu hệ miễn dịch. Và có khi người bệnh yếu thì họ chết vì quá trị, chưa tới chết vì ung thư. Mà nếu như mà người bệnh ung thư mà mạnh khỏe thì cái quá trị này nó kèm với ung thư là hai cơn áp thấp đi cùng một lúc. Tức là người ung thư này nhất định phải vô hòm chứ đâu có chết. Nhất định phải vô hòm. Bây giờ bên Tây Y, bên Đông Y. Bên Đông Y con trị 3 chén còn lại 1 chén, hoặc là 4 chén còn lại 1 chén. Rồi, để giải thích tiếp nha. 4 chén còn lại 1 chén. Vậy là cái Tây Y này mình bác rồi nha. Tây Y này mình bác rồi. Chẳng qua là khi mà con bị ung thư là tất cả những cái tế bào siêu độc nó đang ở trong người con. Nếu như con không có cách bỏ đói tế bào siêu độc này thì cái tế bào này nó sẽ phát triển dùng dục, nó phát triển như là siêu bão vậy, nó hàng triệu triệu hàng tỷ tỷ tế bào siêu độc trong cơ thể mình, nó ăn hết tất cả những cái glutamin trong bắp thịt mình, nó sẽ làm cho mình chết. Rồi nếu như con đưa ung quá trị xạ trị vô thì con sẽ chết tiếp tục vì một cái cơn áp thấp tiếp theo. Vậy là Tây Y này không diệt được tế bào ung thư, tức là không bỏ đói được tế bào ung thư và không loại được tế bào ung thư. Họ nghĩ họ quá trị là họ loại được tế bào ung thư, nhưng mà quả thật quá trị không loại được tế bào ung thư, cùng lắm là làm cho nó dừng lại, sẽ đến một ngày nào đó nó tiếp tục cái di căn. Vậy là Tây Y chúng ta sẽ loại ra. Bây giờ Đông Y 3 chén còn là 8 phân nha. Ba chén còn là tám. Vậy tại sao con đã đi Đông Y rồi mà con không hết bệnh? Đấy. Vậy bây giờ con tới đây con đi Đông Y nữa, thì Đông Y nữa thì cũng 3 chén còn là 8 phân. Bây giờ cha giải thích cái 3 chén còn 8 phân nè. Thuốc nam. Thuốc nam là lá cây đúng không? Thuốc nam là lá cây. Nè, đem đi phơi. Phơi khô đúng không? Có phơi khô không? Phơi khô. Rồi. Thuốc nam đem đi phơi khô. Thì nó bằng cái gì? Thuốc nam đem đi phơi khô bằng cái gì? Bây giờ con có công nhận đây là thuốc nam không? Đem đi phơi khô thì nó bằng cái gì? Hả? Cái gì câu đó gần đúng rồi đó. Không gì. Đấy, hay quá. Tại cho anh đàn hóa tay kìa. Anh không biết vậy. À, bằng rôm. Rôm có ô không? Ờ, trời ơi, cha không sáng tả thì dở. Rôm rác. Chính xác đó. Cho anh đàn hóa tay nữa đi. Không thể cái thằng này hơi khô còn hút được con. Đúng không? Thuốc nam mà đem đi phơi khô thành rác chứ còn gì nữa. Thấy vậy không? Thành. Vậy thì con đem cái rác này vô con đổ 3 chén nước con nấu còn 1 chén. Thì con uống cái gì? Phải không? Bây giờ cha bằng rôm rác rồi nha. Bây giờ nè, cái rôm rác này đối với cơ thể của ta, rôm rác này nó có chất gì? Viết vô. Rôm rác này nó có chất gì? Rôm rác này nó có chất là cellulose. Ha, nghe kỹ nha. Rôm rác này nó có chất cellulose, tức là cái lá nhà này nè. Đó, cái lá nhà này nè.
là thuốc nam đem khô thành lá nhà nè, mà rơm rác này có chất cellulose. Mà cái chất cellulose này là nó dùng cho cơ thể nào hấp thụ? Thưa, cái chất cellulose này nó dùng cho con bò, con bò cộng con trâu. Nói chung là cái con nào mà nó ăn rơm rác á, thì trong cái rơm rác này nó có chất cellulose để nó cộng với cellulose, gọi là rơm rác nha, cellulose. Con bò, con trâu, nói chung là những cái con vật nào mà ăn cỏ cây á, thì nó ăn rơm rác này, nó có chất cellulose, thì nó bằng với gì? Bằng với nuôi sống. Đây, tức là con bò, con trâu mà ăn rơm rác này thì mới nuôi sống nó được. Ha, con bò ăn rơm sống được không? Được không? Con trâu ăn rơm sống được không? Vậy thì cái thuốc này là thuốc nam, là dược thảo nè, mà đem đi phơi khô thì nó thành rơm rác. Mà trong rơm rác nó có chất cellulose, mà cellulose này dùng để nuôi con bò, nuôi con trâu, chứ không phải là dùng để chữa bệnh cho mình. Cho nên người ta có thể uống thuốc là uống thuốc chùa, bao này sang bao nọ qua bao kia, mà người ta uống không hết bệnh là bởi vì trong cái rơm rác này nó có chất này. Mà chất này uống vô cơ thể mình, nó không giúp được mình thì mình đi đâu? Uống vô nó đi đâu? Đi ra nghĩa địa. Đi ra nghĩa địa ngay. Phải không nè? Tức là khi cái cơ thể mình mà nó hấp thụ cái chất cellulose này, là nó không có một cái chất gì để nuôi sống mình, thì một là mình đái ra hết, hai là mình uống đã rồi mình cũng đi ra nghĩa địa. Vậy rõ ràng là con ở nhà cũng uống đông y đó, ba chén còn là một chén, đúng không? Thì đây là thuốc nam cộng với phơi khô. Thuốc nam là dược thảo đó, dược thảo tươi đó, đem đi phơi khô bằng rơm rác. Mà trong rơm rác này có chất cellulose, thì cái chất này chỉ có nuôi sống con bò, con trâu thì nó mới là có chất để nuôi sống. Còn cái chất này không thể nuôi sống con người được. Vậy đó nè, hồi nãy Tây y con mắt chưa? Đông y cho phân tích như vậy là con thấy con thành công không? Chúng con phải hiểu ngay cái chỗ này mới được. Cho nên mai mốt chúng con đi hốt thuốc nam gì uống, hốt thuốc nam gì uống. Ủa, có người hốt thuốc nam uống hết thì sao? Chẳng qua là cơ thể của người ta nó có nhiều cái đặc tính thuốc men trong đó. Giống như bây giờ là chúng ta thấy là hiện nay nó có một cái loại y tế bổ sung của ông Bùi Quốc Châu. Ví dụ như bây giờ con bị nhức đầu, ví dụ giờ con bị nhức lưng, hay là nhức mông, nhức ít, thì người ta cứ gạch trên mặt này thôi, là tự động cái cơ thể con nó có thuốc sẵn, nó sẽ điều tiết trong cơ thể mình, không cần phải uống. Không cần phải uống là bởi vì cơ thể của anh nó có đủ sẵn rồi. Hoặc là nó thiếu chút đỉnh thì viện chẩn Bùi Quốc Châu đó sẽ tìm ra một cái cách để mà làm những cái huyệt đạo trên người. Thì khi cái huyệt đạo đó nó được chạm tới thì nó sẽ mở cửa hết những cái loại thuốc đó, nó kéo về nơi này, kéo về nơi kia, kéo về nơi nọ. Ví dụ như bây giờ cha nói như vậy nó có hiểu nè. Ví dụ như bây giờ một con người mập quá, một con người ốm quá với một con người mập quá, hai người này người nào nhịn đói hay hơn? Ốm nhịn đói hay hơn mập? Sao con biết? Mập khi cái người mập mà nhịn đói một ngày đó là xỉu, còn người ốm nhịn đói hai ngày mới xỉu. Nhưng mà đến ngày thứ ba rồi người ốm nằm luôn, còn người mập không sao, cái mỡ nó nuôi lại không? Cái cơ thể nó sẽ nuôi ngược trở lại. Còn cái người ốm nó nhịn đói hai ngày được đó, nhưng mà tới chừng nó xỉu rồi là nó kiệt quệ luôn, nó suy kiệt luôn. Còn cái người mập như con nhịn đói ngày một xỉu liền, nhưng mà qua ngày hôm sau mà tao vừa qua được rồi là tao nhịn ngon hơn mày, bởi vì cơ thể của con nó đầy đủ hết, nó mới lấy những cái chất trong cơ thể nó nuôi lại, nó làm cho con sống lại. Thì cái diện chẩn của Bùi Quốc Châu là như vậy, trong cơ thể mình nó có đủ chất hết. Thì bây giờ ông nghĩ ra một cái
cái phương pháp gọi là đồ hình phản phản chiếu để mà ông gạch gạch trên này, thì nó sẽ khiển tất cả những cái chất nào trong cơ thể mình, nó sẽ nuôi lại cơ thể và nó làm cho mình sống. Vậy thì một người uống thuốc nam mà hết bệnh, chẳng qua là cái cơ thể đó nó mình đang tập thể dục hay mình đang chạy bộ hay mình đi chơi hay mình đi chăm cứu hay mình đi gì đó, thì nó tiếp thu được cái điều đó, nó làm cho cơ thể mình sống ngược trở lại, hết bệnh trở lại. Chứ còn cái thuốc nam này mà đem đi phơi khô thì nó thành rơm với rác, và rơm với rác là nó có chất cellulose, mà chất này thì chỉ có nuôi con bò, nuôi con trâu thôi, chứ chất này không thể chữa bệnh cho con người được. Con hiểu chưa? Dù này con hiểu lâu chưa? Dù này con hiểu lâu chưa? Dạ hả? Giỏi. Giỏi lắm con. Dù là con biết, bởi vì con mới nói rơm rác. Ha. Rõ ràng nha. Chúng ta phải hiểu là Tây y là ta đã lỗi rồi. Mà bằng chứng lỗi đó là gì? Là tất cả mọi người trên thế giới này ai cũng sợ hết. Sợ quá tỷ và sợ tỷ. Lý do đơn giản thôi là nó không có bỏ đói tế bào siêu độc. Phải không nè? Và nó không lội được tế bào siêu độc ra khỏi những người dương thương. Vậy thì qua đông y thì ba chén còn lại một chén. Vậy thì ba chén còn lại một chén là y như là cái chất cellulose con uống vào là chỉ cái chất đó mà nó không tác dụng gì thì con chỉ đi đái đâu. Vậy thì con uống năm này sang tháng nọ, bao này sang bao kia, liều này sang liều kia, con sắc hết củi hết lửa từ hồi cái ông Hải Thượng Lãng ông tới giờ. Từ hồi cái ông Hải Thượng Lãng ông tới giờ đó. Mà rõ ràng con đâu hiểu uống cái chất này không hả? Mà chất này để dành cho con bò con trâu, vì nó là rau cỏ rồi. Bây giờ cha nói tiếp một ví dụ tiếp để con hiểu chỗ rau rơm rác nè. Bây giờ trái bầu, trái bầu tươi cộng trái bầu khô, trái bầu khô, bây giờ trái bầu tươi con sắc ra con nấu canh ăn liền thơm ngon không? Trái bầu khô này con muốn nấu canh ăn thì con phải sắc ra đi ngâm, ngâm nước cho nó nở ra. Vậy giữa hai trái bầu này trái bầu nào ngon? Vì nó đủ đủ chất dinh dưỡng. Còn trái bầu khô này đem đi phơi khô nó thành rơm rơm đấy. Rõ ràng con hiểu chưa? Vậy con ăn một cái bầu tươi là con đủ chất nuôi cơ thể, và con ăn một cái bầu khô là như con bò nó ăn rơm. Mà trong cái bầu khô này nó có chất cellulose để dành nuôi con bò, nuôi con trâu, chứ không thể nào làm cho con người sống được, hết bệnh được. Sống thì được đó, nhưng mà hết bệnh không có, không còn cái chất gì để chữa bệnh hết. Vậy thì cuối cùng đông y cũng bị bác luôn. Con thấy rõ không? Rõ ràng con ở nhà con đi Tây y, con chạy rồi con đi đông y, mà tới đây đông y ta không thích chuyện này nữa, tiêu rồi. Vậy thì cuối cùng con còn công nghệ. Cái công nghệ này cha đã giảng nhiều clip đó rồi, cha không muốn giảng lại. Cái công nghệ này hiện nay cha đang chữa bệnh công nghệ cháo nano, thảo dược nano, tất cả là bằng nano, có nghĩa là nhỏ, nhỏ nhất là siêu nhỏ và cực nhỏ. Thì cái nano này nó dùng có nước canh gành, nó có dược thảo tươi, nó có cháo nano. Thì tất cả những công nghệ này, tất cả những thứ này đưa vào công nghệ cháo nano, dược thảo nano, thì nó khác hoàn toàn Tây y và khác hoàn toàn đông y. Và công nghệ này nó hơn hẳn Tây y ở chỗ là nó bỏ đói tế bào siêu độc, thứ nhất. Thứ hai, nó nuôi cơ thể, nó làm cho cơ thể mình mạnh khỏe nữa. Còn cái công nghệ này đối với đông y thì rõ ràng nó là trái bầu. Còn nếu mà đối với đông y là trái bầu, con hiểu chưa? Thì rõ ràng con chạy tới đây đúng chỗ chưa? Đúng chỗ rồi ha. Bà Thập Đỏ đồng ý không? Đúng chỗ rồi. Vậy hồi nãy cha nói là tụi con chạy đến đây là vì kiên trì, tụi con chạy đến đây là vì có Chúa, tụi con chạy đến đây là vì có tâm, tụi con chạy đến đây là vì tính thác. Tất cả những điều đó ở nhà đều có. Con chạy đến đây là vì cái chuyện này nè. Cái chuyện mà cha không thích Tây y loại bỏ nè, đông y là trái bột con, là cellulose nè. Con chạy đến đây là vì cái công nghệ này nè. Cái công nghệ này
nó giúp cho cái cơ thể người bệnh loại bỏ tế bào suy độc, chấn chỉnh lại cơ thể, phục hồi lại cơ thể. Con có thấy công nghệ này khác Đông y Tây y không? Hoàn toàn khác. Và cái công nghệ này cha đã làm được 25 ca ung thư ác tính trở thành lành tính, 11 ca nan y các loại trở thành mạnh khỏe, hết bệnh. Có kiểm duyệt của bệnh viện lớn nhất phê duyệt ở Sài Gòn, đó là trung tâm Hòa Hảo. Vì nếu công nghệ này mà nó không hay thì chắc chắn một điều là cha không thành công. Mà khi cha phân tích công nghệ này ra thì nhất định tự nhiên cái người bệnh ta lội Tây y liền, người bệnh ta lội Đông y liền. Vậy thì cái ông Hippocrate này nè, ông Hippocrate này nè, bây giờ là lần lần mất tiêu. Ông Hải Thượng Lãng Ông này nè, lần lần mất tiêu. Cha nói cha không có kiêu ngạo đâu. Cha nói là cha không có kiêu ngạo mà cha nói đúng là như thế, không có kiêu ngạo. Vậy cuối cùng còn công nghệ, còn cha Tường nữa. Mà quả thật nếu cha Tường chữa không hết, con đâu nhắc đây. Đúng không? Con đâu từ Mỹ về đi kiếm cha. Ừ. Nó đang là như thế. Ông già 80 tuổi đâu kiếm cha chị. Còn ông già 83 tuổi thôi. Cái công nghệ này thì cha đã nói nhiều rồi, cha không muốn nói thêm. Tụi con lên mạng xem là biết tại sao cha chữa hết bệnh bằng công nghệ này. Cha chỉ cho tụi con thấy một cái kiềng ba chân. Bây giờ Tây y nè là xó rồi nè, Đông y là tiêu rồi nè. Tụi con đã đi hết hai chỗ này đâu. Bây giờ tụi con còn công nghệ này thôi. Mà nếu công nghệ này chữa không hết cho con nữa, rõ ràng là cái bệnh con là giai đoạn cuối rồi, cứu không kịp. Con hiểu không? Giai đoạn cuối cứu không kịp. Mà tại sao ngày con mới ung thư con không về đây? Phải không? Tại sao con không về ngày mới bị ung thư? Đó, bây giờ con tới cha là con đã mùi mẫn hết rồi. Phải không? Con đâu có tin. Con chỉ tin là uống thuốc Tây là hết. Uống thuốc Tây là hết. Rồi thuốc Tây uống hết con mới tính là tới thuốc Đông. Đúng không? Đông y uống ngay ba chén tám phân sắc đã rồi, hết lửa hết củi. Sắc hư cái siêu này qua siêu kia, hư sạch hết. Cuối cùng còn công nghệ. Nhưng mà cha nói với tụi con, Tây y đã chạy con rồi, Đông y đã chạy con rồi, nguyên tắc là con bị chết. Con đồng ý không? Còn công nghệ này, mà công nghệ này chữa cho con với điều kiện con phải đấu tranh nha. Con phải đấu tranh với công nghệ này thì con mới được hết. Còn nếu con không đấu tranh với công nghệ này, con vẫn chết như thường. Bởi vì công nghệ này đối với con là mới tin. Con hiểu không nè? Vậy thì cái công nghệ này mà để con chữa bệnh được thì con phải theo các thầy dặn dò, nhắc nhở, chỉ bảo gì đó. Vì công nghệ này tụi con không có hiểu, đúng không? Phải nghe lời các thầy dặn dò, chỉ bảo mỗi ngày. Người nuôi như thế nào, người bệnh ra làm sao, đó là cha không cần nhắc, các thầy nhắc giùm, đúng không? Cái đó là cha không nhắc, cha chỉ nhắc ba chuyện này thôi, nghĩ cơ bản này thôi nha. Rồi tụi con có ý kiến gì không? Con thấy sao? Tài xế hả? Tài xế thấy được không con? Dạ thấy ok. Con hiểu không? Nãy giờ cha nói con có gì trái trái lỗ tai không? Dạ. Sao con? Con lắm. Con sao? À, bàn thập đỏ ok phải không? À, vậy yeah, ta ý kiến gì nữa không? Sao mà thập đỏ có nói gì cho quê hương mình không? Ừ. Rồi vậy nha, bây giờ như vậy là cha đã làm rõ ràng vấn đề rồi. Cha hỏi con ngay từ đầu, Tây y làm sao, Đông y làm sao. Cha phân tích hết mọi thứ cho con rồi. Còn cái phần công nghệ thì cha không phân tích nữa. Phần công nghệ thì người bệnh phải lo hỏi người đang chữa bệnh, người bệnh phải lo hỏi các thầy. Cha không có thời gian để nói những chuyện này nha. Mà cha đã trao lại cái công nghệ này cho người các thầy hết rồi thì tự nhiên các thầy người ta sẽ có kế hoạch để cứu con không nha. À, con đừng có nghĩ rằng là mấy ông này nhỏ chết không biết đường làm, sai lầm đúng không? Không được nha. À, không được, nhất định các thầy này sẽ cứu được con với điều con kiện con phải hợp tác. Nha, với điều kiện con phải hợp tác. Vì cha đã phân tích đâu vào đó hết, trên cộng đồng mạng, trên cộng đồng thế giới rồi. Cha đã làm hết mọi thứ này rồi.